Chào các bạn nha, hôm nay mình sẽ đi câu lươn các bạn. Mình sẽ hướng dẫn các bạn làm phân biệt tìm hang lươn và hang cua nha các bạn. Mình thấy đây có hang lươn bự nữa các bạn. Hang này nãy giờ mình mới bự nha các bạn. Mình câu nó không ăn, câu thử nó không ăn rồi. Giờ đây mình chỉ các bạn, đây có cái hang lươn to lắm nè. Đây nè các bạn. Đây là hang lươn nha các bạn. Bạn thấy nước ở ngoài không? Hang lươn thì nước ở ngoài hầm nó nhúc nhích, là nước ở trong hang nó nhích theo nha các bạn. Tại con lươn nó đào hang từ ở ngoài hầm á, nó chui lên các bạn. Còn cái hang cua thì ở trên nó bươn xuống, nó bươn tới chỗ nào đó thì nó ở lại đó. Vì vậy mà khi mà bạn thử múc miếng nước bạn đổ vô đây nè, nếu hang cua đổ nước vô là nước nó dâng đầy lên, nó không có giật xuống các bạn. Còn hang lươn á thì nước bạn để vô nhiêu là nó cứ dâng, mực nước trong hang lươn với ngoài ao là nó bằng nhau, là đó là hang lươn các bạn, nó thông với nhau. Còn hang cua thì bạn để nước vô, nó không có giật xuống các bạn, nó sẽ đầy lên. Thì mình câu thử các bạn. Hang này chắc chắn là hang lươn. Tại nãy mình câu rồi các bạn, ăn cái mình giật nó tét mép rồi các bạn. Mà lúc nãy mình tức cái mình quên bấm máy. Giờ mình câu lại chắc nó không dám ăn đâu. Mình nên lộ mọ cái quên tắt máy, quên bấm máy luôn. Ra mình bỏ khúc đó mình quay không được các bạn. Để cho bạn biết, nhiều khi bạn không biết phân biệt sao là hang lươn, sao là hang cua. Nhưng mà hang lươn các bạn, nếu có lươn trong hang là bạn để xuống là nó ăn liền. Các bạn nó ăn xong nó lôi xuống, bạn để cho nó lôi xuống khoảng chút rồi nó mới ngừng lại nằm đó, nó mới ăn các bạn. Chứ thường thường mới cắn nó lôi xuống là mới ngậm thôi chứ nó chưa ăn. Bạn để cho nó nuốt chút xíu rồi bạn giật lên là dính. Thường mình câu mấy cái ao này, cái ao này cũng ao nuôi cá tra bột của người ta các bạn. Ao này cá cũng đang bệnh, người ta đang xử lý nước đó các bạn. Người ta đang rải thuốc xuống nước để người ta trị bệnh cho cá. Người ta cũng không cho mình đi xuống nước luôn các bạn. Nước xuống dưới nó lên xịn, cá nó bị bệnh đó các bạn. Khi mình muốn làm clip dài cho các bạn xem, cấp hồi trước giờ mình chỉ quay bằng cái 5S các bạn ơi, nó có 16 GB à. Nhưng mà dung lượng khả dụng có mười mấy GB à. Khi các bạn kêu mình làm dài, mình quay dài mình quay không được. Mình quay xong về mình chỉnh sửa xong mình xuất không có được, xuất video xuất không được bạn. Mình muốn xuất là phải mình xóa Facebook, xóa Zalo, xóa các cái. Xóa xong mình đăng lên xong mình phải dọn dẹp xong hết rồi mình mới tải ngược lại nữa, nó rất là lâu các bạn. Mình cũng đang định mua một cái máy có dung lượng lớn hơn để làm clip dài hơn cho các bạn xem. Còn cái hang này nãy giờ mình lôi nó tét mép hết lần rồi, nó sợ nó không dám ăn nữa các bạn ơi. Lúc nãy mình quên bấm máy. Bạn xem mà thấy hay thì like như đăng ký ủng hộ mình nha các bạn. Cái like, cái đăng ký của các bạn là động lực cho mình làm cái clip tiếp theo nha các bạn. Các bạn mình thấy nãy giờ nó ơi mỏi, giờ nó không dám ăn, nãy giờ nó chồi đây nè các bạn. Đây nào các bạn, cho các bạn xem nè. Tại nghe rồi cái kẻ này nha các bạn. Cái giò mình đứng đây giờ hết dám nhích luôn rồi. Nó lên đó các bạn. Hồi nãy mình lôi nó tét mép lần rồi mình không quay các bạn. Đó, cái giò mình để đây nè, giờ lúng dưới rồi mình không có dỡ lên nó nhích cái nó sợ luôn. Đó, các bạn thấy không? Đây, cái hang nó ra ăn đây nè các bạn, mình lôi tét mép rồi giờ nó chồi lên đây nè. Đi ăn kẻ này nè các bạn. Lươn cũng bự lắm nhưng mà mình không có bư được các bạn ơi. Người ta không cho bư. Tại cá người ta đang bệnh đó các bạn. Mình bư nó lên xịn người ta không có cho. Chứ mình câu được mình mừng lắm bạn. Người ta mừng lắm. Để nó ăn cá con.
Nằm đây mà mình không biết sao mình bắt được nè. Mình câu này thực tình mình chỉ là câu cho nhiều bạn như clip trước mà bạn nói mình lương thuốc lương này lương kia, thật sự không có thuốc nha các bạn. Nhiều khi nó, mình câu mình lôi nó tét cái mép rồi, cái đầu nó kiếm chỗ nào nó ủi ủi lên các bạn. Nằm lấy gần cho các bạn xem nha. Giờ mình không biết sao nữa, người ta không có cho bư. Bư nó lên xịn, nó xịn lên cá người ta bệnh thêm, người ta không cho. Chứ phần cá mạnh bình thường thì mình cũng bư được các bạn. Nè các bạn thấy lên nè, nè nó lên đó bạn, đó. Nhiều bạn kêu mình lấy chĩa gì đâm đủ thứ, nhiều khi mình đi câu lương mình đâu có đem theo đâu các bạn. Vậy là mình cũng đâu phải không có nữa. Mình không có mà đem nữa. Xẹt mình cũng không có luôn, nhiều bạn kêu mình lấy xẹt chích. Mình đâu có xẹt đâu, nó có xẹt thì chích một cái là dính này là... Chắc mình phải bỏ thôi, giờ gì sao bắt được các bạn. Bư ra cũng chưa chắc gì bắt được nó, tại nó ở dưới nước nó trơn lắm các bạn. Đó, nó lên đó. Thấy không? Đó. Nhiều khi bạn nói mà nhiều khi có bạn xem nó mình dựng clip dựng này dựng kia, nhưng mà thật sự không có, mình chỉ là mình là dân ở quê mà bạn, mình đi câu tối ngày á. Rảnh là đi câu chơi. Chứ mình có thuốc biết thuốc gì đâu mà thuốc. Giờ không biết làm sao bắt được nữa. Chắc thôi bỏ đi, mai mốt làm hang khác mà mình bắt nó lại mốt lành mình câu nữa các bạn ơi. Nằm trong đây nữa các bạn. Mình động động nó thụt xuống. Mình bư ra để nó lên mình móc được thôi, chứ giờ mình không có dám, mình không có bư, tại mình lại câu là chủ ao người ta nói mình rồi là cá đang bệnh thôi, con không được thôi, giờ mình bỏ nha các bạn. Giờ thôi xin chào và hẹn gặp lại các bạn clip tiếp theo nha các bạn.